Thưa quý vị, công tác chăm sóc người cao tuổi luôn được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chú trọng với mục tiêu gắn kết các thành viên, hỗ trợ giúp đỡ nhau nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi. Mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tiếp tục được triển khai và đẩy mạnh. Vừa qua, Hội Người Cao Tuổi thành phố Đà Nẵng thực hiện đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đến năm 2025. Qua đó, thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau Phú Hòa 1 thuộc xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang với 50 thành viên, tạo điều kiện cho toàn thể thành viên câu lạc bộ có dịp giao lưu, chia sẻ, giúp nhau sống vui, sống khỏe, sống có ích. Cái dự án này là tài trợ ở bên chỗ cái dự án của VA071 của bên Nhật tài trợ, là đây là một cái cơ hội vàng cho các đơn vị mà coi như thành lập và câu lạc bộ liên thế hệ năm nay. Về cái định hướng sắp tới là nhằm mục đích để tạo một cái sân chơi vui và coi như tạo một cái sức khỏe về tinh thần và cái sức khỏe của người có tuổi để cho người ta được coi như có tăng tuổi thọ thêm. Thì cũng mong là chương trình này sẽ lan rộng, lan tỏa ra nhiều thông khóc và nhiều đường khóc để cho người có tuổi tiếp cận được. Thứ nhất là tiếp cận về giao lưu với nhau, học hỏi với nhau, và thứ hai là chăm sóc y tế người có tuổi rất là cho họ sống vui sống khỏe. Đây là mô hình toàn diện vừa chăm sóc vừa phát huy vai trò và sự tham gia của người cao tuổi, giúp thích ứng với già hóa dân số. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần với các nội dung chăm sóc sức khỏe, tăng thu nhập, tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng, chăm sóc đời sống tinh thần thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ. Đặc biệt chăm sóc sức khỏe và tăng thu nhập là hai nội dung được quan tâm và đẩy mạnh. Trong cái 8 mảng hoạt động của câu lạc bộ như vậy thì có một cái mảng gọi là tự chăm sóc tại nhà. Đây là một cái hoạt động mà phải nói rằng được tất cả các người dân, cộng đồng đánh giá rất là cao. Và mô hình nó rất là nhân văn, tạo điều kiện để chăm sóc cho người cao tuổi tốt hơn. Trong thời gian tới, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi thành phố sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, nhân rộng câu lạc bộ cho ban chủ nhiệm câu lạc bộ, cán bộ Hội Người Cao Tuổi các cấp và cá nhân có liên quan, duy trì kiện toàn các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã thành lập, đảm bảo chỉ tiêu về số lượng và chất lượng.